Bí Hương xin nói chào cô chú anh chị với các bạn. Thì hồi tối Hương với cậu của Hương là hai cậu cháu đi giăng câu được một ít cá. Thì sáng nay Hương sẽ làm món cá nướng, nhưng mà Hương sẽ đi lụm cái trái bằng để mình làm cái nước mắm. Thì nước mắm mà bằng thì mình dầm ra có vị chua chua, nó sẽ rất là ngon. Thì giờ Hương sẽ đi lụm cái trái bằng. Thì Hương mời cả nhà cùng đi với Hương nha. Đi, đi thầy ơi. Đây, ở đây. Hey, trời ơi. Chú hai bỏ ra luôn rồi kìa. Ừ, bỏ chú hai luôn đi. Đi đi cướp bằng thẳng luôn. Hai coi thử coi. Hồi xong thấy cây nó cao quá. Cái á. Có ai nhà không? Cái cây chung vô đi. Thôi, chung vô để chị hai coi nhìn có trái không. Không có trái thì mình qua cái cây kia. Có trái rụng không? Hình như không có trái rụng cậu ơi. Bây giờ á, cái cây này, cây bằng nè cả nhà. Thì nó cũng cao bự lắm. Thì Hương sẽ đi vòng vòng cái gốc để mình coi cái trái bằng á, mình sẽ lụm. Thì Hương thấy đây có con trái nè, mà có cái ổ. Cái gì? Chết rồi, ổ kiến. Trời ông á. Đây nè cả nhà, đây là được một trái bằng nè. Còn trong đó con trái. Ui. À có mấy cái đầu nữa nè. Chắc là nó bị rụng, nó bị thối á. Ui, có con ốc ma kìa. Cái trái bằng nó rụng rồi. Thầy ơi. Cái gì vậy? Con trái kia thối mất rồi. Nó thối rồi, bỏ đi. Trái nào cậu? Trái đó đó. Nó rụng xuống đó hả? À. Chính quá đó phải không? Hả? Thầy, có ốc ma nè. Thầy, được hai trái. Bây giờ mình sẽ đi qua cái cây kia đi. Cây này hết rồi. Quá kìa. Ôi mát mẻ quá. Nè tại nó nót lên đi về nè. Hình như chưa có trái chín. Trái me đây nè. Đâu? Trái me rụng đây nè. Trái gì vậy? Ôi trái này nó phải trái me. Cái cành dày mà nó kêu là trái me á cậu. Ôi trái này đâu, trái này còn sống mà. Đi đi về nè. Đi về mình coi cái cây này nữa. Cho cái cây đâu? Cái cây nào? Rồi, thì đây có một cây bằng nữa cả nhà. Đây Hương thấy có trái rụng nè. Cái gì tại? Đây một trái nè. Trái bằng nè. Bằng ở đâu vậy? Nè, nó chị hay làm đồ ăn cơm cho Tài đó. Đây Hương lụm được 3 trái rồi cả nhà. Mình qua khích bến đây nữa. Đây. Rồi bên đây mình coi nữa. Đâu có một trái. Kìa cậu zoom lên cho mọi người thấy cái trái bằng với cái bông bằng á cậu. Cây này trái nhỏ nhỏ nhiều nè. Nó hơi lớn lớn xíu, mình bẻ mình sắt ra lát lát mình ăn với muối ớt cũng ngon lắm. Cái vị chát chát, chua chua, nó ngon lắm. Cái gì vậy? Có cái me. Trộm có 2 trái rồi cậu. Có cái me không? 2-3 trái luôn á cậu, cái nhánh nhỏ nhỏ lắm, 3 trái rồi. Cái này có cái me không biết hả? Vậy? Ơi. Nó rụng được. Đó. Dạ. Nó rồi chưa? Đây. Thì đây có một trái nữa nè cả nhà. Đâu? Đây nè. Dạ. À, thấy chưa? Thấy hả? Được 4 trái là đủ 1 chén nước mắm rồi đó. Nè để tại giờ em thấy cây. Thấy gì? Có cây gáo kìa. Chú cậu quay cái trái gáo. Lâu chứ cũng bây giờ cây gáo nó cũng không còn được nhiều như hồi đó nữa. Ok, đó là cái trái gáo đó cả nhà. Trái này á, khi mà chín á, nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ, ngọt nhẹ nhẹ, rồi nó chua chua, mình ăn với muối ớt á, cũng ngon lắm. Rồi trái gáo này cũng như là trái tuổi thơ để mình ăn. Ta đây. Chị Hương cắn luôn. Ừ, chú chị hai nói chuyện cái nè. Thì cái trái bằng này á, mình có thể là dầm với nước mắm nè, rồi nấu lẩu bằng, nấu canh chua, dầm với cá kho cũng đều ngon hết. Thì giờ Hương sẽ đi vô Hương nướng cá rồi Hương làm nước mắm ha. Đi đi thầy ơi. Ê, có trái gì nữa cả? Trái gì đâu? Đó, có. Đi vô nè, đội nón vô nè. Đó. Đi vô. Trái gì nó vô. Kệ đi, trái gì kệ đi. Đi vô. Đó, bỏ anh. Thôi dừng trơn té nha. Bỏ anh luôn. Bỏ cậu, chú. Chú hai. Hương sẽ bắt cá hồi tối mà Hương với cậu đi giăng câu á, còn bỏ dưới xuồng nè cả nhà. Rồi hồi tối á, mưa đó, mưa bão dữ lắm luôn, cái nước nó lên nhiều hơn nữa.
chị thay đi rồi. Đi luôn, tài lì quá. Nặng quá cái sạp cha con nóng. Còn được mấy con. Ui cá lau kiến trong đây luôn nè, gọng lại đi để nướng ăn nó ngon. Sáng con mặn rồi đó. Thì con mặn ướp muối ớt. Thì đây là cá cắm câu. Ủa hồi tối thấy cũng nhiều lắm mà cậu hả nó ra. Tối nhiều lắm mà. Nó không ra được đâu. Vậy sao kỳ vậy? Con nhớ là mình gỡ luôn của mấy con cá chê trắng á. Ba bốn con vậy lắm, sao sáng nay có ba con vậy? Bốn con hay năm con? Bốn con năm con vậy đó, rồi một con sảy nữa. Một con là dở chưa tới nữa là nó. Sao kỳ vậy, gỗng trong xuồng đâu rồi? Này là cá lau kiến nè, con nào con lấy nấu uống để Hương nướng nha. Con cũng bắt lên con để con nướng ăn con khoái. Cậu ăn không? Không. Con nướng con. Con nướng con. Cua nhắc chờ. Con khoái cá lau kiến lắm. Ủa gì đâu rồi Trang? Còn hết rồi. Cô còn có một con à? Nó nhảy tóc nốt lên. Sao nhảy tóc nổi? Hồi tối con cá gô bự bự nấu nu hai con. Mà hai con bự mất tiêu rồi, chỉ có con nhỏ thôi. Ở dưới cái sạp kia lại coi, đậy lại coi con. Con bắt cá lau kiến đi rồi con bắt con ăn đi. Ơ à, nó mạnh quá. Ôi cha con nằm cái sạp này nặng quá. Cái con trên cái sạp này thử. Ê. Đây. Cho nó vô chung luôn. Ủa sao nó ra đây được? Sao nó ra đó được? Mà cái gô thì mất tiêu nè. À, lấy cái gỗ xuống đi con. Đây con lấy cái đồ cắt nữa. Kìa anh Tư. Nó sao kỳ vậy? Coi chừng cái nắp đó nó tung ngay chân cái nắp đó biết không? Ừ. Nó tung ngay chân cái nắp giật lên luôn á. Đây nó ra đây một con. Chắc là nó tung cái chỗ nắp đậy đó rồi. Nó đi rồi. Cá gô hồi tối cũng mấy con luôn. Sao? Như là đủ nướng rồi. Tài ơi nắm cho chị hai vô. Nó gọi trong xô mày cầm cái quai rồi xách nó đi gọn hơn à. Thầy con. Mấy con ú ú. Con có con cá lóc ở đâu nữa vậy? À cá lóc hồi tối. Hồi tối mình được hai con cá lóc. Thấy con cá chê. Con gọng chung vậy là nó hồi nó chết á. Không con đi đập rồi nè. Đi đập để con nướng luôn hả? Nướng luôn. Sao? Bắt cua. Vậy làm sao con lại đi bắt cua? Thôi bắt. Tại đâu mất tiêu rồi? Tại đâu rồi kìa? Nướng than, đốt than để nướng cá. Làm giống khỉ quá. Hôm qua Tài nói sao kiếm mẹ mới hả? Kiếm mẹ nuôi Tài hả? Tới coi. Kiếm mẹ hả? Còn mẹ kia có Tài đâu rồi? Kiếm mẹ Chi hay là kiếm mẹ mới? Kiếm mẹ mới. Mẹ Chi đâu rồi? Quay mặt lại đây coi. Chén rồi. Mẹ Chi đâu? Mẹ Chi nó đi đâu? Đặt chén bãi đây. Đặt chén bãi rồi nó đi luôn rồi hả? Đi đâu rồi? Đi. Đi bỏ con. Kiếm kiếm mẹ ha. Bỏ con và con đi kiếm mẹ khác hả? Dạ. Đưa mặt quay cho cậu vậy quay lên coi có ai thương không ta xin về nuôi đi. Kiếm mẹ mới đi. Còn về nắng nữa. Nắng không? Cậu lắm. Quay lại đây. Kiếm mẹ mới về tại thương không? Tại thương. Thương mẹ mới không? Rước mặt qua cho chú quay kìa con vợ cũng thật cái mặt. Mặt mới lên cho mẹ quay không? Mặt qua nào cho mẹ mới về. Dòm chỗ chú rồi, chú quay kìa. Rồi, quay phim đi, có ai thương nhận Tài về nuôi, làm con nuôi. Bà nội già, già nội thất nuôi nội rồi. Mưa này là nước lên luôn rồi chị Tư. Nước lên á, hồi tối vậy mà nước lên quá trời lắm. Dạ, Hưng đang ngồi nướng cá. Cái đồng ruộng giờ nó nước nó lên nhiều nè cả nhà. Mà gió nó mát nữa.
ngồi đây không cần phải quạt luôn á, lửa than là có gió tự nhiên cái nó cháy luôn. Gì vậy Tài? Con cá chê cái da nó giòn, nó giòn đúng không? Làm gì vậy Tài? Sỏi lụi nướng chui. Nhìn thơm phức luôn. Hồi này mà ở dưới gió chịu không nổi đâu nè. Mình à, chở đều đều tay để nghe. Té nè. Nắng quá. Cha. Nó nhiễu cái gì xuống đó ừ. Nó nhiễu mỡ á. Coi trên TV á, có ở Cần Thơ á, có cái nhà hàng á, đồng quê gì đó. Rồi có cá lẩu kiến này nữa nè. Đem lên nhà hàng nướng luôn rồi đó. Món đặc sản luôn rồi đó. Lẩu kiến này hả, tao dục không chứ giờ kiếm ăn không ra luôn á. Người thành phố đâu á. Có cái quán đem ra ba con nướng. Chị nó hát nhạc rồi chưa? Ăn nó nắng quá. Cái gì vậy? Nắng nè. Nắng nó dở rồi. Cái mặt chị hai rất gạt luôn nè. Nó mở nó chảy ra xong rồi cái da nó giòn giòn. Nhìn nghe ngon. Đi hái rau đi. Tại đi hái rau đi mình ăn với cá nè, rau thơm kìa. Nhà có nguyên vườn rau luôn. Này, mình đi lên cầu. Dạ. Rồi uống em thương anh quá xa đừng ngồi miệng ơi. Chị kia cũng uống không đường nữa. Ai mà bỏ cà phê mà bỏ đường là con uống không được. Nó giống như uống nước đường vậy đó. Con không uống được. Con uống cà phê đắng đắng vậy đó mà con uống được nha. Nhiều khi con uống không đường. Quán nào uống quen quen mới dặn ra là để chút xíu đường. Quán nào không quen là kêu khỏi để đường. Kì. Nó nghe mùi mình nướng cá rồi nữa không? Nó lại đó Tài. Chú Hai đừng có xuống la te chú Hai. Thường chú Hai quá nè. Không tắt đâu. Cục giò luôn. Ai? Kì 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 cu 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 cu. Kêu gì vậy? Kêu chó hả? Mọi nó thấy ghét gì trời. Thơm quá, đói bụng rồi nè Tài ơi. Dạ đói bụng rồi đó Tài ơi. Đói bụng ăn cơm. Đói bụng ăn cơm. Con cá chưa chín gì ăn? Ăn cơm lạc luôn. Ăn cơm lạc luôn hả? Thôi chị Hai không ăn giống Tài được đâu. Ăn được. Dạ. Chín nè, còn hai cá chê á. Dừa chứ nó không có lửa đỏ đâu mà nó áp cá đâu. Đây là dừa nè. Thôi. Dừa ngon lắm luôn á. Đúng gì là dừa không. Té nghe Tài, chị Hai không có có. Nó. Tài lì quá à, chị Hai về dưới nha. Không cho ở nhà chị Hai nữa. Cái lửa đó kìa. Chị ơi. Chị cột cái này ra. À con nói là chín rồi xong rồi cái con để xuống thì cá cũng chín rồi nè cả nhà. Nó vàng đều luôn mà nó thơm. Cái da nó giòn giòn ơi là giòn luôn. Con làm nước chấm rồi chút nữa dầm bằng vô thôi à. Wow, quá thơm nước mũi luôn. Con ngửi chứ trời. Quay lên con cơm ngửi cái. Chết mẹ luôn nè. Ui thơm quá. Cha bỏ ngoài đó nữa phải không? Hình như con kiếm hoài luôn. Chả vậy? Hả? Chả hả?
Ơ kìa chú, năm đêm qua con cá lóc, cá này nướng trôi ăn ngon lên tới nóc, mà ở dưới miền Tây nhậu cho hết sảy, nhậu không thấy trời mây. Hơn quá. Dạ, Hưng cũng nướng xong rồi cả nhà. Giờ Hưng sẽ để cho nguội đi, rồi Hưng đi hái rau vô là ăn được rồi đó cả nhà ơi. Hay. Ui nó thơm mà nó bụng luôn. Đi đi hái rau tại ơi. Đi, đi thôi. Đi rồi. Nhà của Hưng có cái vườn rau. Rau quế. Cắt ra cá nó tốt quá trời luôn. Nghe xuống nó tốt. Cái này nó nhỏ rồi. Trồng đó mấy bụi mà vậy nè. Hồi đó cậu hay là người chị đem lên cho đó. Đợt mới đi cách ly đó, mà đợt mới trên Bình Dương về đó. Em đem xuống. Ừ, mấy bụi đó mà giờ nó ra gì nè. Rồi em chia cái quế đắc hả? Dạ quế đắc. Ừ, chút nó đi hái vài cây quế đắc ăn. Thơm. Cá nướng nó ngon. Hồi đó chỉ có bắt năm còn sống á, ba chị á. Được lắm, cây quế đắc á, trồng á. Em đợt trước trồng nhiều lắm, bán cũng được. Con cắt xác á con, rồi cái bắt đầu vô mình lựa ra con cắt gì nó hư hết trơn, cắt xác cũng cho nó lên con khác. Nuôi dịch sim mà cắt xuống gì đó, cắt xuống dưới luôn. Thả lan. Cắt xác luôn, cắt dưới luôn á. Cắt dưới nó lên hư hết trơn à. Thì ra cắt quê đất. Thì à. Nó thơm lắm, ăn nó có cái vị ngọt ngọt thơm thơm the the. Cái tờ gì mẹ? Tờ. Né rồi đó. Giấy tờ rồi mấy chị nó nói chuyện như người lớn vậy đó. Cắt đọt bỏ mới được. Làm như nó gặp quá. Gặp như con không biết sao đợt đó mình trồng á sao mẹ nhớ không? Cái dây á sao nó bò trên dây lứ đó mà ăn không hết luôn. Mà không biết ăn. Có một dây một à. Mà cậu ơi ăn không hết luôn. Xào. Xào cái này xào ngon. Ở nhà xào nước tương không à? Ít được rồi mẹ ơi, rau nhiều lắm rồi. Đi vô. Rau gọn ra trước mẹ ăn đi mẹ ơi. Chiếc máy bay. Bay đâu sáng nay mà. Không mệt chiếc máy bay luôn bộ. Thiệt chứ. À. Dòm giống với bà Tiễn đó. Nghe cậu ơi, cậu qua lại gần. Ui nhìn ngon quá. Bằng ở nhà nhìn mà chảy nước miếng luôn nè. Mới mốt có cháu nội ông nội con chơi vậy đó nó sẽ lấy nó sắn hay lại. Ui nhìn nó ngon. Bằng. Bằng. Chén cho bằng ngoài, nha mắt. Đuổi thì ngoài, nè ngoài đuổi. Thì Hương cũng chuẩn bị bữa cơm xong rồi. Nhà của Hương cũng dùng cơm. Hương mời cả nhà cùng ăn cơm gia đình của Hương nha. Rồi, Hương ơi. Đi mình múc cái chén nha mẹ. Ngồi mời đại gia bà đền mình ăn bằng với mình. Bằng cơ khúc bự vô phương giác, cấy tại bằng tan đứng chết chân. Con chua cho con có dầm cái nữa không? Con thấy chua rồi đó. Mẹ bên đây trang chén cho mẹ. Dĩa cho nó tự. Con lóc đồng ngon. Mẹ ăn thôi. Rồi tối xíu nó xảy rồi đó. Thấy anh hai con. Thấy anh con hai con gì á. Còn mấy kia nó nghỉ hết mồi luôn. Để mấy cái khúc thịt đuôi này thịt ngọt cho mẹ. À. Bao tử hả?
ruột. Mặt nó ăn ngon. Ở này mà có chừng cốc ruộng cái. Có thẳng kìa. Ừ. Mình không có bạn. Không ngon. Hôm nay chờ chú Nam về á. Nam cái này đi lâu dữ vậy. Đi kiếm tiền bư vào hết rồi. Nè, cái này đến cho anh nè. Cá lóc mà nướng làm nước mắm bằng ăn ngon. Nuôi con tài cực quá à. Nữa lắm biết nó có nuôi lại không nữa. Gao này. Hy vọng nó đâu. Cho ngủ gao cho để khách tầng đó. Té à. Nó đang nhúc nè. Ăn nước tương hay gì? Tài ăn nước tương hay gì? Ăn cơm lạ hả? Nè, tư làm biến nước gọt chứ hấu rồi. Nè. Chứ cái xương. Rồi ăn mắt mũi đưa sai vậy này. Nè đó. Cá nè. Ngon quá anh. Có mời cho quý chạy. Có mời cho quý. Ăn đi con. Nói cho tao không hiểu. Cái gì? Nói chuyện kêu chơi. Ê, không mời cả nhà nha. Cơm gì vậy? Cơm gì vậy ơi? Ăn cá nướng nè. Không mà cái này sao? Cơm gì vậy? Có đi đâu không cho mượn cái chuồng đi hốt cơm chú anh? Đi. Có sao quá nhỉ? Sao biết chú vào đây trời? Hả? Đi vào quê đất này. Dục cái ấy lên nha, dục cái sạp lên nè. Có đi đâu không? Không. Mượn chở luôn chú anh. Thì là nước mắm á, chua chua ngọt ngọt xíu. Cái này hồi đó ông mãi ở ngoài vô ông mãi á. Ngoài ông chồng vô. Ừ, rồi em vô về trong này đó, gậy dưỡng da đó. Ừ, được đóng cơm mục quá. Ừ, tốt lắm. Ăn cơm với dưa hấu với tương rồi. Lớn lên ăn giỏi vô chùa. Ăn cay không mà không chịu ăn cá, ăn thịt dữ vậy. Thì ăn giỏi lên rồi. Không, ăn cơm trộn đường. Rồi, mời cả nhà cơm với gia đình mình nha. Nước dừa với muối. Nhà bà cũng có một đứa nữa. Không chịu ăn cá ăn thịt vậy luôn. Mà chưa leo rồi nó ăn tương rồi đó. Nên dễ cá rồi mà. Quê đất này bây giờ hiếm lắm nè. Có bên ông út mực nè, ông chồng còn tới giờ á. Bữa nay chín bọc. Bằng lộ gặp nhân toàn. Bán bên ngon quá. Tôi lấy cái mặt mẹ nè cũng được đó nè. Ở ngoài thấy là được có nè. Thôi mà để trong này đi. Nó kiếm mẹ mới, nó chứ không kiếm mẹ mẹ chi nữa đâu anh. Nó kiếm mẹ mới đó. Mẹ chi bỏ à. Kiếm mẹ mới à. Hồi nãy nè nó nóng rồi mới ngon. Nó hơi nguội rồi. Ngồi vô ăn đi tế cho ăn các bạn luôn á. Này chấm với cái nước. Tuyết lên đăng lên mạng. Thôi thưa mời cả nhà nha. Thịt có lắc nó ngọt. Thịt mẹ răng tài hả? Chắc mình tối thì mình cắm mồi nhái là cũng dính dữ lắm luôn á. Mồi nhái nó nhảy lắm. Cảnh ấy là đừng cho nó bay lên. Ăn cơm nghe lại tới mới chở á. Con dưa không? Cá hả? Nó cái khét nè, khô rồi nó thơm. Cá hả? Cá cua vàng á. Mình nướng mình bỏ đại với lửa than luôn á. Cá cua vàng nướng gì nó mới thơm á. Chiều nay đi ra vớt ốc cua vàng để luộc ăn nó thèm rồi. Khoai ốc cua vàng. Mà chân ruộng không mấy gì bự còn nó đeo chỗ lọc cầu á. Bự không à? Dứt hương nè. Vớt. Cá có trứng mà. Không. Không có trứng. Cũng giống máy bay quá. Ăn cá hết trơn rồi hả? Cái này máy bay của công ty giặt Mỹ rồi đó. Nãy cho. Nó cái đường. Mày lấy cá hấu tiếng rồi nè. Thịt nhiều. Ôi. Ăn được con cá hả? Cái này là tàu ngầm của Trung Quốc. Tảo nè. Tảo. Rồi đó. Máy bay xích đuôi rồi đó. Bị Uina bắn bể à. Em cho đây luôn đi. Nè, là cắn mấy nè.
đầu con gì đâu ăn cá ăn thịt vậy chứ. Ừ, đó kê có mà đó tu hay gì ở đây ăn dưa hấu hoài sao tư nuôi nổi tư cái con rồi cái gì con á cái con rồi nghe mùi cá. Ừ, phải có một cái góc rồi. Đừng bắt nha. Ngủ rồi còn ngủ. Ngủ. Chạy nước mắm không? Nó thịt lạc chứ không ngoài. Dạ. Gia đình Hương cũng ăn xong rồi cả nhà. Đây chén nước mắm bằng với cá nướng á. Thì ăn rất là ngon, thì ăn hết cá luôn. Hương cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Hương. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà nhớ tiếp tục ủng hộ Hương để Hương có thể làm nhiều video hơn nữa.